Vâng, xin chào quý vị các bạn. Tôi là Trần Minh, một nhà tư vấn đầu tư và quản lý bất động sản cá nhân. Gần đây nhất thì tôi có nhận được rất nhiều các câu hỏi liên quan việc là bắt đầu khi nào đầu tư, hoặc là đầu tư khi nào, vốn bao nhiêu thì đầu tư, hay đầu tư ở đây được không, vân 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 vân. Ngay thực ra thì như tôi đã từng chia sẻ rằng là hầu hết tất cả mọi người đều có nhu cầu đầu tư bất động sản, từ người nghèo nhất đến người giàu nhất. Và đặc biệt là trong thời đại này, khi mà có rất nhiều các cái lớp học, có như là những khóa học, hoặc là có rất nhiều các thông tin người này kiếm tiền tỷ từ chỗ này, người này kiếm tiền tỷ từ chỗ kia, hoặc là chỉ với mấy trăm triệu, hoặc là những cái vụ mà giống kiểu như huy động vốn ở trong cổ cái công ty Ali trong Sài Gòn, hoặc là những cái vụ mà rất nhiều người kiếm được lên báo khoe là kiếm nhiều tiền từ các vụ đầu tư ở đặc khu đất rừng vân 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 vân. Tức là nó làm cho người ta cái ham muốn. Thì tôi từng nói rằng là chính là vì ai cũng thích bất động sản, thì đấy chính là điểm yếu để chúng ta dễ bị lợi dụng, chúng ta dễ bị kích động, chúng ta dễ làm theo cái gọi là cảm xúc lên, là cũng rất là nguy hiểm. Thì tôi mấy hôm trước thì tôi có đăng một status nói về việc rằng là theo bạn thì khi nào nên đầu tư bất động sản. Một đó là khi có đủ vốn và dư tiền nhàn rỗi. Hai đó là khi có đủ kiến thức. Chắc đương nhiên là đầu tư bất động sản cần vốn mà, cần tiền mà, thì có đủ vốn, ví dụ là chúng ta có tầm 5-700 triệu, chúng ta chưa có đủ tiền mua nhà, chúng ta phải bỏ tiền đầu tư, hay là chúng ta gửi ngân hàng, hoặc là chúng ta đầu tư vào công việc kinh doanh, hoặc là chúng ta đầu tư vào, hoặc là chúng ta đầu tư vào các kênh đầu tư khác. Cái thứ hai là cho đủ kiến thức. Có đủ kiến thức. Cái thứ ba là khi gặp cơ hội tốt hiếm gặp, tức là thấy một con đường sắp mở, thấy một cái trung tâm sắp mở bên cạnh, hoặc là ở quê chúng ta chuẩn bị lên quận lên huyện gì đó, hoặc là chúng ta biết trước một thông tin nào đó chẳng hạn. Thì đấy là ba cái gạch đầu dòng mà tôi hỏi. Thì có nhiều người trả lời là ba, có người thì chọn một, có người chọn hai, có người chọn rất nhiều thứ, chọn có người chọn cái khác. Thì nếu bạn đang xem video này thì bạn có thể comment xuống phía dưới giúp tôi xem là bạn chọn như nào. Tôi đọc lại nhá. Một là khi mà có tiền, tức là có một cái khoản tiền nhàn rỗi mà dư, chúng ta chưa biết kinh doanh ở đâu, chưa biết đầu tư vào đâu, thì chúng ta có thể chọn. Cái thứ hai là khi có đủ kiến thức, là chúng ta cần có sự tìm hiểu nghiêm túc về cái đầu tư này, tại vì số vốn lớn mà. Cái thứ ba là khi gặp cơ hội tốt hiếm gặp, là bạn hãy chia sẻ cái lựa chọn của mình xuống phía dưới, chọn một hay là chọn cả ba hay chọn hai, hoặc là cái chia sẻ nhận với các bạn phía dưới. Ok, còn bây giờ thì tôi xin trả lời như sau. Thực ra thì khi có tiền nhàn rỗi mà chúng ta đầu tư mà không kiến thức thì rất dễ bị sai lầm. Rất dễ sai lầm ở đâu là gì ạ? Chúng ta có thể động vào vốn, chúng ta có thể vào mức vào dự án và vào các sản phẩm ở giai đoạn cuối, dẫn đến cái giá trên cao, hoặc là khi chúng ta không có kiến thức, không quan hệ, thì chúng ta sẽ khó thanh khoản được trong một cái đầu tư hot, dẫn đến việc cái rủi ro lớn nhất là chúng ta gặp phải đến một người kiến thức là chúng ta dễ bị mất tiền, dễ bị mua phải quả lừa, ví dụ lừa pháp lý này, sổ đỏ giả này, không biết đọc quy hoạch này. Hoặc là chúng ta đơn giản chúng ta có thể không biết đàm phán giá, đàm phán một chút thì giá sẽ tốt hơn. Hoặc là chúng ta không biết xem mua một cái chỗ mà không để làm gì cả, đúng không ạ? Hoặc là mua đất rừng, rất nhiều người mua ở Phú Quốc gặp đất rừng mà. Hoặc là rất nhiều người mua đất nông nghiệp hoặc đất không chuyển đổi quy hoạch được. Thì khi như vậy là chúng ta có tiền mà chúng ta thiếu kiến thức là gì ạ? Là gì? Nó cũng rất dễ ăn cám, rất dễ bị đóng vốn, bị lừa, bị mất tiền. Thì những cái bài học đã rất nhiều rồi, rất nhiều rồi. Tôi đã gặp rất nhiều người có tiền và đi học những cái khóa học kêu gọi đầu tư vân vân và bị cái cảm xúc dẫn đến việc là mua cái mảnh đất mà chúng ta chả biết nói đâu cả, và ra không kịp, ra hàng không kịp, thì chúng ta dẫn đến việc là chúng ta bị động vốn, và chúng ta sau đó thì ngỡ ra cái bài học rất giá trị. Thì tôi nghĩ rằng là cái vụ vừa rồi là của cái công ty Ali mà vừa khởi tố, pháp luật vừa khởi tố bắt đấy, thì đấy là một bài học rất là quan trọng của việc thiếu kiến thức. Có tiền thiếu kiến thức, và họ đánh đúng vào cái tâm lý, cái sở thích của những cái người mà chưa nhiều tiền đấy, mới đi làm được dành dự mà dưới 1 tỷ và 300-400 nhưng mà thích nhân nhanh vốn, thích nhân nhiều tiền, thích được lọ được chai. Thế đâm ra là gì ạ? Lại thiếu kiến thức trầm trọng dẫn đến việc như vậy, đúng không ạ? Rõ ràng là tôi mua một bất cứ dự án nào mà tôi biết là chủ tư mà không tốt, cái đơn vị pháp lý chưa ổn, tôi sẽ không có mua. Đấy là điều đơn giản nhất, nên kiến thức đơn giản nhất, kiến thức tối thiểu nhất của nhà đầu tư là chúng ta không mua kiểu dự án đấy, thì chắc chắn là sẽ bị lừa. Cái thứ hai là khi chúng ta có đủ kiến thức, nhưng mà có kiến thức thì biết đâu không có vốn thì sao? Đúng không ạ? Thế nếu mà khi mà chúng ta có kiến thức, chúng ta nhận được ra một cái cơ hội, nhận ra được một cái chúng ta phân tích được, tổng hợp được một cái sản phẩm bất động sản tốt, thì chúng ta có thể gì ạ? Huy động vốn được không ạ? Thì cái phần huy động vốn thì nó có rất nhiều cách. Huy động như thường nó sẽ huy động vốn từ bố mẹ,
khi chúng ta có kiến thức mà. Có kiến thức thì như tôi thấy rằng là cái người những ở chúng ta thấy rằng là gì, tri thức, ông cô nói là tri thức mới là tài sản. Có kiến thức tài chỉ có tri thức mới là tài sản của chính chúng ta, tức là do chúng ta và của chúng ta, không ai có thể lấy được cả. Còn tiền trong túi chúng ta có thể bay ra túi người này túi người khác. Thì khi chúng ta có kiến thức rồi, kiến thức về bất động sản, về kinh tế vĩ mô, rồi là về có thể biết được đâu là một cái dự án tốt, một cái dự án đầu tư được đấy, ở một cái khoản tiền nó phù hợp, thì chúng ta hoàn toàn có thể huy động được cái vốn đấy để chúng ta đầu tư, mặc dù chúng ta phải rất ít tiền. Tại vì thế mới nói rằng rất nhiều có rất nhiều những cái trường hợp đi học hoặc là họ tạo cái khóa học hấp dẫn bảo rằng là gì, là chỉ cần không đồng có thể đầu tư bất động sản, ví dụ là chúng ta thuê và cho thuê, chúng ta đến đàm phán bằng mồm cho ký xong là nó vân 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 vân. Nên những cái đấy thì chúng ta cần phải hiểu chúng ta đang ở giai đoạn nào, trình độ kiến thức ra làm sao để chúng ta nắm bắt được cái cơ hội đấy. Hoặc là rất nhiều bạn sale có thể là gì, là có cái nguồn khách hàng tốt, đặt cọc 50 triệu sau đó thì bán cọc ngay cũng để kiếm được tiền, thì đấy là có kiến thức, họ có kiến thức đúng không ạ? Như vậy là gì, cái điều kiện đầu tiên là kiến thức. Cái thứ ba, thực ra thì cái thứ ba thì tôi nói rồi, nó là khi gặp cơ hội tốt hiếm gặp. Thực ra thì cũng khi để mà gặp cái cơ hội này thì chúng ta cần phải cả hai, tại vì khi một cơ hội tốt thì cái thời cơ nó qua rất là nhanh, mà chúng ta đấy mà thì chúng ta cũng cần phải có kiến thức thì chúng ta biết đấy là cơ hội. Thế còn nếu một cái người mà không kiến thức thì bỏ qua cơ hội rồi. Các bạn đã từng nghe trong cuộc sống là rất nhiều người bảo rằng là tiếc biết thế ngày trước mua đất là Mỹ Đình, biết thế ngày trước mua đất ở quận 2, lúc đấy cho không ai lấy, đúng không ạ? Thế nếu chúng ta lúc ở thời điểm đấy mà chúng ta có tầm nhìn dài hơn, tầm nhìn đầu tư bất động sản tầm nhìn 5 năm, tầm nhìn 10 năm, chúng ta mua thì bây giờ phải tỷ phú không? Hoặc là rất nhiều người đã từng bán cái mảnh đất của mình đi, sau đó một thời gian rất ngắn họ tăng giá, đúng không? Thì đấy, nếu mà chúng ta có kiến thức cho ra là gì, chúng ta biết đâu là cơ hội, biết đâu là gì, đâu là cái để chúng ta gì gặp được. Như vậy tôi đưa ra bạch cho ba này rằng là khi có đủ vốn và cái tiền làm rỗi thì là chưa đủ. Còn đương nhiên thôi, điều kiện vật nhất là chúng ta vừa có đủ vốn, chúng ta vừa có gì, có kiến thức, thì đương nhiên đấy nó sẽ thành cộng này. Nếu mà có đủ, vừa có đủ vốn, vừa có vốn làm rỗi, vừa có kiến thức, thì chúng ta sẽ thành một cái nhà đầu tư gần là chuyên nghiệp đấy. Chúng ta có thể chúng ta dành nhiều thời gian để làm đấy. Nhưng mà tôi đang nói là gì ạ, có những người ít vốn thì chúng ta gì ạ, không nên đầu tư nếu chúng ta chưa đủ kiến thức. Hoặc là trường hợp các bạn tìm được một cố vấn đầu tư thật sự uy tín để giúp chúng ta tư vấn chúng ta được những cái khoản đầu tư thật tốt và nó không bị lừa, đúng không ạ? Thì hãy tìm những người như vậy tư vấn. Như vậy các bạn biết rồi, câu hỏi trả lời của tôi rằng là gì ạ? Khi chúng ta đủ kiến thức thì hãy bắt đầu đầu tư. Khi có đủ kiến thức hãy bắt đầu đầu tư, có thể chúng ta có thể trả tiền ít để đi học thêm kiến thức và chúng ta để thử kiếm tiền. Sau đó có kiến thức rồi, có nhận định rồi thì chúng ta bắt đầu gì? Đầu tư khoảng khác. Đấy. Như vậy là chúng ta phải chuẩn bị kỹ, đúng không ạ? Xin chúc các bạn có cho mình những cái khoản đầu tư thật là tốt. Kiến thức ở đây thì chúng ta hãy đọc về kiến thức bất động sản, tối thiểu nhất là chúng ta phải hiểu pháp lý. Đấy là cái tối thiểu nhất để chúng ta cần, tại vì tôi thấy rằng là đa phần bây giờ hiện đại xã hội đang bị lừa rất nhiều pháp lý. Cái thứ hai là chúng ta phải hiểu về pháp lý, bao gồm quy hoạch này, vị trí này, đấy, rồi là các loại đất này, đúng không ạ? Rồi là hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng, đúng không ạ? Đấy những cái thiếu cơ bản nhất chúng ta phải hiểu. Cái thứ hai là chúng ta phải hiểu về gọi là quy hoạch. Tại vì là không phải bỗng dưng họ đặt một cái nhà ở đây, không phải bỗng dưng họ đặt một dự án ở đây, không phải bỗng dưng họ đặt một cái con đường ở đây. Thì chúng ta phải biết được trước quy hoạch, đúng không ạ? Rồi chúng ta cần phải hiểu về nhân sinh. Đấy, về nhân sinh là gì? Là thế tại sao mua ở đây thì dành cho ai? Mua ở đây thì để cho ai? Mua ở đây thì để làm cái gì? Để làm cái gì? Và nếu mà kinh doanh được bao nhiêu tiền? Chúng ta dần hình dung được cái giá bất động sản. Thì hôm nay như vậy, còn về kiến thức tôi sẽ chia sẻ một cái buổi sâu hơn như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ biết rằng thì khi chúng ta có kiến thức về cơ bản bất động sản, chúng ta hãy đầu tư, và không kiến thức thì chúng ta hạn chế tối đa, đúng không ạ? Hẹn gặp các bạn là trong chương trình video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe ủng hộ kênh Trần Minh Bất Động Sản. Rất mong nhận được sự góp ý và ủng hộ của quý các bạn. Tôi là Trần Minh, xin chào.